Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc xe C300. Xe này của em sản xuất về cuối năm 2013, màu trắng ạ. Đây là phiên bản cao cấp nhất của C300, sản xuất về năm 2013 rồi ạ. Cái này được bản Plus rồi ạ. Bản Plus là bản cao cấp nhất, gồm có thêm cửa nóc, ghế da lộn và có thêm dây đai bảo hiểm trang bị màu đỏ. Chiếc xe này còn khá là mới so với những chiếc cùng đời, thì đây là một trong số những chiếc xe mà em thấy đẹp nhất sau rất là nhiều lần em bán được những chiếc C300 của Form trước đó. Về dáng của chiếc C300 thì vẫn mang lại được một cái vẻ thể thao, năng động. Chiếc C300 này sử dụng động cơ 3.0 thay vì cho những cái động cơ của xe C250 hay là C200 sử dụng động cơ 2.0 thì chiếc này sử dụng động cơ 3.0 ạ. Có bô đôi và vành mọi người cũng để ý thêm cho em một chút nhé. Cái bản Plus này thì vành nó khác hẳn so với cái bản AMG. Bản AMG bình thường thì cũng là vành AMG nhưng mà là vành 5 chấu kép. Còn cái này là vành Plus. Vành Plus thì gồm có 7 chấu, vành 7 chấu. Màu đen và trắng ạ. Nội thất của chiếc xe này rất là mới so với những chiếc cùng đời, vì chủ xe họ khá là giữ gìn. Dây đai bảo hiểm màu đỏ này, ghế da lộn này. Đấy, ghế thì còn khá là mới. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Trên bản này nữa thì có cửa sổ trời panorama nhé. Cửa sổ trời đôi, chứ chưa được panorama, cửa sổ trời đôi. Lát nữa em sẽ mở cho mọi người xem. Trong những chiếc xe thì đây có lẽ là một trong những chiếc mà đẹp nhất trong cái tầm tiền của nó và vừa tiền nhất. Ghế rất là mới ạ. Đây, mọi người có thể nhìn thấy được cái ghế của nó đấy. Ghế da lộn ạ. Ghế da nguyên bản. Đây em cố gắng mở cái cửa sổ trời ra cho mọi người xem. Đó, cửa sổ trời này rất là giá trị đấy. Ở cái thời điểm mà những năm 2013-14 thì không có bản C300 hoặc là dưới những cái bản C300 là C200 và C250 thì chưa được trang bị cửa sổ trời đâu ạ. Chiếc này là full option. Đó, rất là mới. Chiếc này em vừa mua về đến cửa hàng, chưa kịp làm bất kỳ cái gì cả. Mọi người có thể nhìn thấy anh em vừa lau rồi. Chỉ lau qua thôi. Ở Hà Nội thì hôm nay thời tiết đang mưa. Một chiếc xe màu trắng rất là đẹp. Xe này thì em vẫn hỗ trợ mọi người vay được 60%. Vay 60% chờ tối đa trong vòng khoảng tầm 3 năm ạ. Với lãi suất ưu đãi dành cho mua bán ô tô thôi. Rất là hợp lý. Trên cái bản C300 này thì được trang bị thêm cả rửa đèn pha nhé mọi người nhé. Rất là mới. Chiếc này em nguyên bản chưa làm bất kỳ cái gì cả. Sau khi tắt clip này thì em sẽ cho xe đi đánh bóng, phủ ceramic, dọn nội thất, làm xe sẽ được đẹp hơn. Đó. Số km hiện tại đây ạ, 56.000 km, tức là chạy được 50.000 km ạ. Và em cam kết luôn cả số km này nhá mọi người nhá. Em cam kết là số km zin, một chủ dùng từ đầu, xe rất là giữ gìn. Đó, xe rất là mới ạ. Về chiếc này thì mọi người khỏi lo. Và tất nhiên là các bác chọn những chiếc xe C300 này thì rất là nhiều bác đã trải qua rất là nhiều đời xe. Và các bác cũng biết về chất lượng của những chiếc xe này rồi. Đó. Xe C300 này thì chỉ có những bác nào thật sự là chơi thì mới sử dụng đến C300 thôi. Còn bình thường thì chỉ đi C200, C250 thôi. C300 này rất là đẹp và chạy rất là thích. Máy 3.0 rất là bốc. Hiện tại thì giá của chiếc xe này bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 790 triệu. 790 triệu nha các bác nhá. Giá thì có thể thương lượng một chút nếu bác nào thật sự thiện chí và có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem xe.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này. Mọi người có thể ấn theo dõi kênh Facebook của em để cập nhật những chiếc xe và có thể xem được những clip hoặc là những hình ảnh của chiếc xe sắp tới sẽ về bên em qua Facebook với tên là Song Thảo hoặc là Zalo với số điện thoại em đang để trên màn hình. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh này của em để cập nhật những video sắp tới và những chiếc xe sắp về bên em nhé. Đó. Em xin nhắc lại, em có chiếc C300 sản xuất năm 2013, cuối năm 2013, màu trắng, nội thất màu đen, bản Plus Full Option, dây đai bảo hiểm màu đỏ, cửa sổ trời đôi, vành Plus, vành AMG, vành AMG Plus ạ. Đó. Xe chạy đúng 56.000 km, rất là giữ gìn, một chủ sử dụng từ đầu, rất là mới, siêu siêu mới luôn. Khẳng định luôn là trên thị trường không có chiếc thứ hai. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho em ạ.